Suy niệm lời Chúa Chúa Nhật 21 thường niên 5C. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 13 câu 22 đến 30. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có cả hỏi người: "Thưa Thầy, những người được cứu thoát thì ít có phải không?" Người bảo họ: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào. Và tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa Ngài, xin mở cho chúng tôi vào." Thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư, ta không biết các anh từ đâu đến." Bây giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi." Nhưng ông sẽ đáp lại: "Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khỏi khuất mắt ta. Hỡi tất cả những quân làm điều bất chính." Bây giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Và kìa, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Suy niệm: trong cuộc chiến đấu để được vào nước trời, sẽ không có ưu tiên dành cho những người có lý lịch tốt, hay đúng hơn, có gốc gác tốt. Ở đây, Chúa Giêsu muốn nhắm đến những người Do Thái cứng lòng tin. Họ suy luận rằng tước hiệu dân riêng của Chúa, tước hiệu con cháu của Abraham, là một bảo đảm chắc chắn, là một tấm giấy ưu tiên để được vào nước trời. Thế nhưng tiên tri Isaiah đã từng loan báo về cách xử sự của Thiên Chúa trong thời cứu chuộc, trong ngày phán xét: "Ngài sẽ quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ. Ngài sẽ dẫn đưa mọi người từ các dân nước mà đến." Sự phân biệt giữa người được vào bàn tiệc và kẻ ở ngoài, giữa người được ở trong bàn tiệc với Abraham, Isaac và Jacob, với kẻ bị đuổi ra chốn tối tăm, ở đó chỉ có khóc lóc và nghiến răng. Giữa người được cứu chuộc và kẻ bị hư đi, lý do là ở chỗ họ có chiến đấu đủ và đúng thời đúng buổi để đi ngang qua khung cửa hẹp hay không. Tất cả mọi người từ phương Đông, phương Tây, phương Bắc, phương Nam đều được đặt trong một điều kiện bình đẳng để được vào nước trời. Chính trong điều kiện này mà người sau hết có thể trở nên trước hết, và những kẻ trước hết có thể tuột xuống sau hết. Như chúng ta đã thấy, điều quan trọng Chúa muốn nói đến đó là phải qua cửa hẹp. Thế nhưng qua cửa hẹp là gì? Cửa hẹp là thi hành ý Chúa, là từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Chúa, là dám bán tất cả những gì mình có để làm phúc bố thí cho những kẻ nghèo túng, là liều mất mạng sống mình vì người khác. Nói tóm lại là đi con đường Chúa Giêsu đã đi. Lạy Chúa, cửa hẹp thường rất khó vào, nên chẳng mấy người muốn bước qua. Nhưng cửa hẹp lại là cửa Chúa đã đi qua, và chỉ qua đó chúng con mới tìm được Chúa. Xin cho chúng con biết luôn cố gắng, quyết tâm bước vào cửa hẹp, cho dù phải gớm máu hy sinh, cho dù phải bỏ lại những gì mình ưa thích,
vì chỉ có Thiên Chúa mới là phần thưởng và là niềm hạnh phúc của chúng con. Amen.